Tôi xin hỏi câu 13. Xin cho biết riêng đạo Phật, công thức lập đạo ra sao? Xin giải đáp câu hỏi của anh như sau. Riêng đối với đạo Phật á, công thức lập ra đạo Phật sẽ như sau. Đầu tiên phải xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới để mà vị này cho phép lập ra đạo Phật. Rồi kế tiếp là phải có các vị Chúa Trời chất vấn sau đó là phải có các vị phật chứng kiến rồi phải được các vị sau đây ủng hộ là gồm những vị thần thánh tiên và chúa thì vị toàn năng toàn giác này mới lập ra đạo phật được xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo